vương quốc và cai trị mãi mãi. Thứ hai, rít là Salomon vĩ đại hơn. Với chúng ta, Emmanuel, khi Ngài đến giữa loài người, tức là Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài cũng được gọi là Đức Chúa Trời quyền năng. Mặc dù Ngài là con trai, nhưng cũng được gọi là cha đời đời. Lời hứa của Đức Chúa Trời cho chúng ta rất rõ rằng Đấng Christ sắp đến này vừa là người, vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con, vừa là cha. Cả tầng trời nào dù Ngài được tỏ ra là có trong cõi thời gian, nhưng Ngài cũng là cha từ thủ hằng hữu trong cõi đời đời. Amen. Xứ Giu-đê, nhưng nguồn gốc Ngài có từ đời đời. Ngài là cha đời đời, nhưng đã đến để làm người trong cõi đời thời gian. Dĩ nhiên Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng chắc chắn Ngài cũng là con người. Amen. Đức Chúa Trời đã hứa được dự ngôn rõ về mọi phương diện cách chi tiết. Ngài đã được sinh ra thấp hèn như một cây non. Ngài đã xuất thân từ một gia đình nghèo như rễ ra từ đất khô, không giàu có cũng không có cuộc sống tiện nghi. Do đó Ngài không có hình dung cũng không có vẻ đẹp, diện mạo Ngài tàn tạ hơn bất kỳ người nào. Và mình giống như Môi-se và David, cả hai đều có hình dung đẹp đẽ. Ngài không có vẻ đẹp nào mà lại có vẻ già dặn và mệt mỏi. Ngài chỉ có 30 tuổi mà người ta cho rằng Ngài 50 tuổi. Amen. Chẳng tính trong Ngài. Amen. Ngài bị phí trẻ và bị ruồng bỏ, chịu sự đau khổ và khó khăn, đau buồn hàng ngày vì tội nhân. Amen. Bằng tình yêu hy sinh, Ngài đã đến để tìm dẫn của Ngài. Amen. Nhưng họ đã từ chối Ngài, thậm chí họ không để ý đến Ngài. Amen. Ngài rao giảng phúc âm cho người nghèo và công bố năm hân hỷ của Chúa. Ngài là ánh sáng lớn chiếu trên những kẻ ngồi trong sự tối tăm và trong bóng của sự chết. Hơn nữa, Ngài cũng là ánh sáng của nhân ngoại để cứu rỗi của Đức Chúa Trời có thể là tiến hành cho đến tận cùng trái đất. Amen. Không những Ngài không kêu na trên đường phố mà Ngài cũng chẳng bẻ cây sậy đã gặp và tắt tim đèn còn hơi cháy. Trong thời Cựu Ước, những trẻ em Do Thái thường lấy sậy làm ống sáo khi sậy đã dập. Và Ngài không hề làm điều hung dữ, cũng không có sự dối trá trên miệng. Ngài không có sự vi phạm nào và Ngài cũng chưa từng phạm tội. Nhưng con người đã hà hiếp Ngài, cáo buộc Ngài và giết Ngài đi. Ngài bị hiếp đáp và khi chịu sự khốn khó chẳng hề mở miệng. Như con chiên bị dắt đến hàng làm thịt, nhưng chiên câm trước mặt kẻ hất lông, Ngài cũng chẳng từng mở miệng. Theo như Ê-sai và Ma-thi-ơ, khi bị xử, Ngài đã có bằng cớ công bình và tốt đẹp để bịt miệng những kẻ vu khống, nhưng Ngài vẫn cứ im lặng giống như chiên bị đem đến hàng làm thịt, vì Ngài quyết định không tự cứu mình để chúng ta được cứu. Amen. Khi chết, Ngài ý định gian ác của con người là muốn chôn Ngài với những kẻ ác. Amen. Nhưng sự sắp xếp của Đức Chúa Trời là chôn Ngài. Amen. Với kẻ giàu. Ê-sai chương 53 câu 9, Ma-thi-ơ chương 27 câu 9. Ngài chết là năm thứ bảy của tuần lễ thứ 69 sau khi ban hành lệnh tái thiết Jerusalem. Điều này hàm làm ứng nghiệm lời tiên tri sắp ra. Amen. Rồi khen Ngài. Amen. Cảnh tượng và nỗi đau của việc Ngài chịu chết được miêu tả kỹ lưỡng trong một thi thiên của David. Thi giống muốn cắn xé tất cả những kẻ thấy Ngài đều nhàng cười, họ bị môi lắc đầu và nói rằng hắn tin Đức Chúa Trời sẽ cứu hắn. Nếu Ngài ưa thích hắn, hãy về Ngài thay cho chúng ta và bị nhão mòn bởi sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời, nên trái tim Ngài như sắp chảy ra bên trong Ngài và sức lực Ngài khô cạn như gốm.
sự đau đớn Ngài cũng khủng khiếp đến nỗi lưỡi rời ra khỏi miệng. Cuối cùng Ngài nói rằng Đức Chúa Trời đã đem Ngài vào bụi đất của sự chết. Những kẻ khác giống như những con chó vây quanh Ngài, họ đâm thủng tay chân Ngài và sòng sọc. Nghĩa hồn của Ngài ở trong địa ngục, cũng không để Ngài thấy sự hư hoại. Trong sự phục sinh, người sẽ thấy kết quả của sự quản thác của hồn mình. Sinh của Đức Chúa, Đức Giê-hô-va, nhiều người tin Ngài sẽ được xưng công chính. Ngài sẽ thấy sự quản thác của hồn mình và được thỏa mãn. Chúng ta qua sự sống lại, Ngài truyền sự sống của Đức Chúa Trời vào trong chúng ta, và qua sự thăng thiên, Ngài đem chúng ta vào địa vị thuộc trời. Amen. Báo cáo cùng là ở nơi rất cao, thì thăng thiên này vượt trên mọi bậc cai trị, vi quyền, thể lực, chủ quyền vàng. Khi thăng thiên lên nơi cao, Ngài bắt theo phu tù những kẻ đã từng bị phu tù và ban ân tứ cho loài người. Ephesos đoạn 4 câu 8, Thi Thiên đoạn 68 câu 18, những kẻ ở đây chỉ về những thánh đồ được chuộc, tức là những người mà trước khi được cứu qua sự chết và sự phục sinh của Christ đã bị Satan bắt làm phu tù. Trong sự thăng thiên của Ngài, Chúa Trời còn hứa thêm rằng đứng Christ thăng thiên này có đồ thánh linh ra, sẽ đổ thánh linh ra. Sau đó ta sẽ đổ linh ta trên cả loài xác thịt. Trong những ngày đó, dầu những ngày đầy tớ trai và đầy tớ gái, đổ thánh linh như vậy đã được ứng nghiệm một lần trên các môn đồ vào ngày lễ vũ tuần. Và sẽ được ứng nghiệm đầy đủ trên tất cả do thái biết ăn mặc. Và chứng tỏ rằng Ngài là Vua Thuộc Trời. Nhưng trong lần lễ thứ hai, Ngài sẽ đến với mọi uy quyền và quyền năng để thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời, hủy diệt Antichrist và quân đội của hắn, đói Satan và xây dựng vương quốc của Ngài trên đất. Amen. Và chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu vào ngày đó, đối diện Jerusalem về phía đông. Trước khi Chúa đến, tất cả dân tộc xung quanh sẽ tập trung quân đội của họ tại chỗ Josaphat để chiến trận, cũng gọi là trận chiến hạt Magedon. Vào lúc đó, tất cả quốc gia sẽ nhóm nhau lại nghịch cùng Jerusalem để đánh trận vào lúc nguy cấp. Bị bắt bớ sẽ trốn khỏi thung lũng, họ sẽ nhìn lên và thấy đấng cứu rỗi của họ, tức đấng Messiah Jesus ở Nazareth, đấng mà họ đã đâm. Họ sẽ đấng Christ cũng sẽ đánh trận cho dân Ngài. Ngài là hòn đá đập trên các dân, và các dân sẽ bị tan nát như rơm rạ trong sân đập lúa. Hòn đá này sẽ thành một hòn núi lớn, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời chiếm đầy trái đất. Christ sẽ là vua để xây dựng vương quốc Ngài trên đất, đúng như Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10 có chép: cho đến chừng đấng Silo hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Ý nghĩa của từ Silo là đấng ban hòa bình, ngụ ý về đấng Christ sẽ đến. Amen. Amen. Khi đấng Christ trở lại, Ngài sẽ là vua hòa bình. Amen. Đấng ban hòa bình, cả đất sẽ đầy sự hòa bình trong thời đó. Ê-sai chương 2 câu 1 đến câu 3. Amen. Và chương 11 cái sự sa ngã của con người, biết cái sự để cứu chữa vấn đề, nhưng mà đã được dự định và chuẩn bị từ ban đầu. Amen. Đức Chúa Trời đã ấn định trước rằng sau khi con người sa ngã, Đức Chúa sẽ hoàn tất sự cứu chuộc. Cho nên cái câu hỏi tương ứng các cái phần trong các cái văn mã phần dòng dõi Abraham, sư tử của chi phái Juda, dòng dõi David về sự sinh ra của David, dòng dõi của người nữ, dòng dõi của người nữ, dòng người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dạy đạp đầu mày. Sư tử chi phái Juda này, dòng dõi David về sự sinh ra David.
mình sứ từ con. Amen. Và hai điều chính ha. Amen. À đó, thứ nhất ngài là thiên thần, ngài sinh ra những sứ từ con đó. Amen. Hai phương diện, ngài là sứ từ tớ, là sứ từ đực. Sứ từ chiến thắng. Chiến thắng là phương diện sứ từ đực. Amen. Sứ từ cái là sinh ra chúng ta. Thế nên đó là mình nhớ điều chính đó. Mình nhớ những điều chính, cái đó mình nhớ nhiều. Mình nhớ. Thứ hai này là Salomon vĩ đại hơn, nói những lời khôn ngoan. Thờ một Đức Chúa Trời. Chúng ta xây dựng hội thánh. Amen. Là hội thánh. Amen. Ba cái địa chỉ chỗ về phương diện đã biết. Cái câu hỏi đầu tiên là cái kế hoạch ấy, của Đức Chúa Trời là một phần của kế hoạch ban đầu, hãy là còn một điều gì đó được thêm vào. Amen. À, nhưng mà không phải là được thêm vào, nhưng mà Ngài biết cho con người sẽ xa ngã. Cho nên có cái lời hứa. Trong cái lời hứa này thì mình thấy các cái phải hứa nhầm. Thứ nhất, nhiều hình ảnh để Ngài nói về lời hứa. Thứ nhất là về dòng dõi người nữ. Thứ hai là gì? Là dòng dõi của Abraham. Thứ ba là sứ tử chi phái của Judah. À, thứ tư là dòng dõi của David. Và thứ năm là về sự sinh ra của David. Thứ sáu là một trẻ được, con trẻ được sinh ra cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta. À, và thêm ép nữa về đời sống làm người của Rick. À, về sự chết của Rick. À, tất cả những cái điều đó là mình phải về sự phục sinh, thăng thêm và lần thứ hai của Rick. Thì tất cả những cái điều đó là nói về lời hứa. Thì bà bé mình nhớ là cái thân về thứ nhất là dòng dõi người nữ nó về dày đặc đôi con ra. Và về về Abraham thì kêu gọi gọi là thừa hưởng phước hạnh. Những người tin vào Chúa trong Galati chương 3 câu 14 là gì? Hầu cho chúng ta có thể nhận lãnh lời hứa về linh qua đức tin. Cho nên đó là gì? Là những người ở trong Đức Giêsu gần quá Abraham là những người mà mình bán cái lời hứa qua Abraham mà chúng ta hầu từ thì chúng ta nhận được lời hứa về linh này. Amen. Đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên nếu mà mình tin Chúa thì không nhận được cái linh và lời hứa của Abraham. Amen. Là đời sống là một tiêu rối nữa. Nhưng trong này nói là lần thứ Ngài sẽ đến với quý quyền, nhưng trong lần thứ hai Ngài sẽ đến với mọi quý quyền và quyền năng để thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời, hủy diệt Satan, quân đội vẫn trói Satan và xây dựng vương quốc của Ngài trên đất. Thì ngày nay mình thấy khi mà Chúa Giêsu đến, Ngài nói là cả thế giới này này đang nằm trong tay của ma quỷ. Amen. Cái tài pháp giải thích con người ngày nay là hỗn loạn, con là giết cha, con gái giết mẹ, ồ cái đó là thực sự là trái đất đang bị Satan chiếm hữu. À, thì khi Ngài đến thì Ngài sẽ hủy diệt nó, trói nó và giam nó một vực sâu. Có làm gì vô tội này, cũng không có làm gì dối trá hết. Nhưng mà mình là dối trá, mình là này kia để Ngài cứu, Ngài thương xót mình, Ngài chữa lành cho mình. Như chim con bị dắt đến hàng thì như chim công được trước mặt để hớt lông. Ngài chẳng từng mở miệng. Khi bị xử, Ngài đã có bằng. Đây là đường cảnh đẹp.